Chào mừng các bạn đã đến với channel Làm Giàu ở Mỹ. Mình là Thắng. Hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 28 tháng 6 năm 2024. Vậy là ngày giao dịch cuối cùng của tháng 6 năm 2024 đã kết thúc và chứng khoán Mỹ đã khép lại nửa đầu năm 2024 với một cái sự thành công rất là đáng chúc mừng. Bài phân tích của ngày hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn chứng khoán Mỹ đầu năm 2024 đã thắng lợi như thế nào và liệu sự thắng lợi đó nó có tiếp tục cho đến giữa cuối năm 2024 hay là không? Hay là có vẻ như là 6 tháng cuối năm 2024 tình hình chứng khoán Mỹ sẽ khó khăn hơn? Và cái sự khó khăn hơn đó có khả năng nó sẽ đi đến với những cái yếu tố như là bất ổn cho cái vụ bầu cử của tháng 11 tới đây, bầu cử tổng thống ở Mỹ, và những cái lần bầu cử như vậy thì luôn luôn có những cái yếu tố bất ổn ở đấy. Đặc biệt là trong đợt bầu cử của năm nay thì sẽ có những cái bất ổn tương tự như vậy. Mặc dù ngày hôm nay một cái bản báo cáo về tình hình lạm phát ở Mỹ rất có triển vọng rất là tốt bởi vì chỉ số lạm phát ở Mỹ tăng thấp nhất trong 3 năm qua cho tháng 5 vừa rồi, là đây là một cái chỉ số cực kỳ triển vọng và cực kỳ tích cực cho tình hình lạm phát cũng như là tình hình chứng khoán Mỹ. Nhưng mà cái câu chuyện lạm phát và câu chuyện giảm lãi suất thì vẫn cứ tiếp tục cho đến giữa 6 tháng 6 của năm 2024. Đó cũng là một cái yếu tố chưa ổn định được. Và một cái sự bất ổn nữa và một cái sự rủi ro nữa cho cuối năm 2024 á, là việc chứng khoán Mỹ vẫn phải rất là dựa dẫm vào những cái công ty Big Tech và các cái công ty AI như là 6 công ty Big Tech hiện giờ và cái công ty Nvidia thì vẫn nắm phần chủ đạo ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Và đó là một cái sự bất ổn mà các nhà đầu tư đều không mong muốn bởi vì cái sự tập trung vào những một số các cái công ty, một số nhỏ các cái công ty lớn này làm cho các nhà đầu tư rất là không an tâm. Nếu như có chuyện gì xảy ra đối với những công ty này thì sự việc nó sẽ đi đến đâu, thì đó cũng là một cái khó khăn của giữa 6 tháng 6 của năm 2024. Làm sao để có thể giảm rủi ro cho 6 tháng 6 của năm 2024? Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một bài phân tích đến từ Goldman Sachs, ngân hàng đầu tư lớn nhất nước Mỹ cũng như là ngân hàng đầu tư lớn nhất trên toàn thế giới. Chia sẻ những cái cách để các bạn có thể giảm rủi ro cho kỳ danh mục đầu tư của mình cho 6 tháng 6 của năm 2024. Trên thị trường chứng khoán Mỹ những ngày vừa rồi á thì đã nhắc đến rất là nhiều, có rất là nhiều các cái bài phân tích và có rất là nhiều các cái ý kiến, các cái bài người ta gọi là opinions. Thì những cái bài này đều chỉ ra một cái chuyện á, là những cái quỹ ETF, các cái quỹ ETF thì được xem như là những cái cách đầu tư an toàn. Và các cái quỹ ETF này thì nó tốt nếu như mà nó có cái cổ phiếu Nvidia ở trong đó, và nó không tốt nếu như mà nó không có cổ phiếu của Nvidia. Bên cạnh đó thì có rất là nhiều các cái quỹ ETF chỉ tập trung vào một cổ phiếu duy nhất của Nvidia, và các cái quỹ này thì nó lại còn còn aggressive hơn, là nó lại cho bạn ăn 2 lần, 3 lần những kỳ thắng và thua hàng ngày của cổ phiếu Nvidia. Và các cái quỹ ETF này thì nó có tên là Leverage ETF, hay tiếng Việt mình dịch ra là những cái quỹ ETF đòn bẩy. Và nó hứa là cho bạn ăn lợi nhuận gấp 2, gấp 3 lần, hoặc là nếu mà cổ phiếu Nvidia nó giảm 2, 3, thì nó cũng sẽ giảm gấp 2, gấp 3 lần trong các ngày khác nhau. Thì có những cái bài phân tích chỉ ra rằng á, các cái quỹ ETF đòn bẩy này đã có được lợi nhuận cực kỳ tốt trong 6 tháng đầu năm qua. Có những quỹ đã tăng hơn 4 lần sau 6 tháng. Thì liệu đấy có phải là những cái quỹ ETF tốt để các bạn có thể có được lợi nhuận cao hay là không? Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn một bài phân tích chuyên sâu để giải thích cho các bạn hiểu rõ các cái quỹ ETF đang đòn bẩy này nó hoạt động như thế nào. Vì sao các cái quỹ này nó tăng trưởng khủng khiếp như vậy? Bởi vì cái cổ phiếu Nvidia từ đầu năm đến giờ thì nó chỉ tăng 150%. Thì những cái quỹ ETF đòn bẩy này nếu mà nó lại gấp 2 lần những cái daily thắng và thua của cái cổ phiếu Nvidia,
thì nó cũng chỉ tối đa là 300% thôi. Vì sao lại có những cái quỹ là tăng lên đến 425% từ đầu năm đến bây giờ? Thì mình sẽ giải thích chuyên sau những cái yếu tố gì làm cho các cái quỹ ETF đòn bẩy này có được những cái mức lợi nhuận rất là tốt từ đầu năm cho đến bây giờ. Và liệu nó có tiếp tục tốt như vậy từ đây cho đến cuối năm hay là không? Và mình sẽ giải thích và phân tích cho các bạn thấy rõ các cái quỹ đòn bẩy này nó hoạt động ra làm sao, và liệu cái cách hoạt động của nó có giúp cho bạn kiếm được lợi nhuận khủng 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 khiếp, hoặc là sẽ giúp cho bạn, hoặc sẽ là có những cái rủi ro làm cho bạn mất tiền rất là nhanh. Thì mình hy vọng các cái bài phân tích chuyên sau này sẽ giúp cho bạn hiểu rõ cái cách hoạt động của các cái ETF đòn bẩy này, và giúp cho bạn quyết định bạn có nên chơi các cái ETF đòn bẩy nhân 2 nhân 3 lần này hay là không. Và cái tin cuối cùng mà mình muốn phân tích là Amazon có một cái động thái để bắt đầu mua thêm các cái tài năng về AI để giúp cho họ tiến bộ hơn về AI, cạnh tranh với những đối thủ cạnh tranh lớn của họ là là Microsoft và Google. Thì đây là một cái động thái mới để cho thấy rằng Amazon không chịu ngồi yên trong cái lĩnh vực AI này và liên tục tìm cách để cho nó có được những cái lợi thế trên cái lĩnh vực AI này. Và cái tin cuối cùng là một cái nốt khá là ngắn để cho chia sẻ với các bạn tình hình của hai người Biden và Trump debate tối hôm qua như thế nào, và thị trường chứng khoán Mỹ thì đang đánh giá người nào có vẻ như là thắng lợi trong cái cuộc debate tối hôm qua, và những cái sự thắng lợi đó nó có ảnh hưởng như thế nào đối với cái cổ phiếu của cựu tổng thống Trump ngày hôm nay hay là không, đó là cổ phiếu DJT. Thì đây là một cái bài phân tích mà mình nghĩ cảm thấy là rất là đầy đủ, có rất là nhiều cả cái câu chuyện ở trên thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm nay mà mình nghĩ cộng đồng mình sẽ rất là quan tâm. Thì mình hy vọng các bạn thích cái bài phân tích này với rất là nhiều các cái tin thú vị cho cộng đồng của mình. Thì trước hết á, để đi vào các cái thông tin chính của ngày hôm nay, các cái mẫu phân tích chính, thì mình muốn đi sơ lược qua ngày hôm nay các cái chỉ số tăng giảm như thế nào, và từ đầu năm đến giờ, kết thúc 6 tháng đầu năm ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, thì các cái chỉ số này nó đã làm ăn ra làm sao. Thì trước hết á, là các cái chỉ số ở trên thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm nay đều giảm cả. Bạn thấy cả ba chỉ số đều là màu đỏ, thì là cái chỉ số S&P 500 thì giảm 0,41%, chỉ số Nasdaq thì giảm đến 0,71%, và chỉ số Dow Jones cũng giảm 0,12%. Thì tất cả các cái chỉ số ngày hôm nay đều kết thúc màu đỏ. Và nếu mà các bạn xem các cái danh mục đầu tư mà cộng đồng mình yêu thích, thì Nvidia ngày hôm nay vẫn tiếp tục giảm 0,36%, AVGO thì tăng được một chút, SMCI ngày hôm qua tăng 8%, ngày hôm nay trả lại cái sự tăng của ngày hôm qua, giảm mất 8%. Arm giảm một chút, TSM, AMD và Intel đều tăng được một chút, trên dưới khoảng 1%. Những cái cổ phiếu Big Tech như là Microsoft, Google, Meta, Apple và Dell đều giảm. Và ba cái quỹ an toàn mà cộng đồng mình đầu tư vào rất là nhiều, đó là VOO thì ngày hôm nay giảm 0,39%, VGT thì giảm 0,04%, và SMS thì ngày hôm nay lại tăng 0,71%. Gần 1%, thì có thể đây là một cái sự tăng trưởng cũng khá thú vị. Các bạn thấy là bởi vì Nvidia và SMCI đều giảm, nhưng mà SMS thì lại tăng hơn một chút, bởi vì những cái cổ phiếu khác như là Intel, như là AMD, như là Qualcomm và AVGO thì đều tăng một chút, cho nên là cái quỹ SMS mà cộng đồng mình yêu thích cũng tăng được một chút ngày hôm nay. Thì đó là tình hình thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm nay, ngày giao dịch cuối cùng của quý 2 năm 2024. Nhưng mà cái câu chuyện của chứng khoán Mỹ ngày hôm nay á, thì có vẻ như là cái câu chuyện kết thúc trên thị trường chứng khoán Mỹ. Kết thúc 6 tháng đầu năm, từ đầu năm 6 tháng đầu năm của 2024. Và cổ phiếu cái chỉ số S&P 500 thì đầu năm đến giờ nó đã tăng khoảng 15% từ đầu năm đến giờ, trong khi cái chỉ số Nasdaq từ đầu năm đến giờ thì tăng 19%. Cho nên các bạn thấy các cái công ty công nghệ thì tăng nhiều hơn một chút so với các công ty S&P 500. Và Dow Jones thì từ đầu đầu năm đến giờ nó chỉ tăng được khoảng 4% thôi, bởi vì đây là cái chỉ số mà không có nhiều các cái công ty công nghệ, và cái trào lưu tăng trưởng hiện giờ ở trên thị trường chứng khoán Mỹ thì vẫn tập trung vào các cái công ty đông công nghệ, đặc biệt là Nvidia.
tất cả cái sự tăng trưởng của S&P 500 15% này thì có đến 30% của 15% này là do Nvidia đóng góp vào. Một mình Nvidia đã giúp cho cái cổ phiếu của S&P 500 tăng 15%. Trong khi chính bản thân cái cổ phiếu Nvidia này thì tăng được 150%, tức là tăng gấp 1,5, tăng gấp hơn gấp đôi rồi thêm 50% nữa, thêm một nửa nữa. Một cái sự tăng trưởng rất là lớn. Và gần đây thì Nvidia đã có những kỳ giảm, những cái sự correction theo như là những cái lời bình luận hiện giờ ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, tức là có 3 ngày liên tục nó giảm 16%, sau đó nó tăng lại một chút, nhưng mà 2 ngày vừa rồi thì nó vẫn tiếp tục giảm. Và ở đây các bạn thấy hiện giờ cổ phiếu của nó thì khoảng 123 đồng, mình đang hy vọng nó xuống còn 110 đồng. Có nhiều bạn trong cộng đồng thì đã cười mình và nói là good luck và cứ nằm mơ đi, nó không bao giờ xuống 110 đồng đâu. Thì mình cũng nghĩ là cái cơ hội nó xuống 110 đồng thì cũng rất là thấp, nhưng mà đây là những khoản đầu tư rủi ro, cho nên là mình chỉ mua khi nó xuống 110 đồng. Còn nếu mà nó không xuống được 110 đồng thì thôi, mình vẫn cứ mua các quỹ an toàn của mình thì không sao cả. Những cái khoản đầu tư rủi ro thì các bạn cũng phải có một cái tiêu chuẩn để các bạn có thể mua các cái quỹ đầu tư, cả các cái khoản đầu tư rủi ro đó, tức là nó phải tăng đến một mức nào đó hoặc là nó phải giảm đến một mức nào đó thì mới đáng để cho các bạn mua và chấp nhận các cái rủi ro mà nó mang lại. Thì những cái sự sụt giảm gần đây đã làm cho nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ lo ngại là có khả năng các cái cổ phiếu Nvidia này nó đang pullback, nó đang giảm, nó đang co cụm lại và cũng ảnh hưởng đến kỳ trào lưu hiện giờ, kỳ xu hướng hiện giờ ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Trong cái đợt tối hôm qua thì chắc nhiều người trong cộng đồng mình có theo dõi cái debate đầu tiên cái debate đầu tiên trong cái kỳ tranh cử tổng thống này ở nước Mỹ giữa giữa cựu tổng thống Trump và tổng thống Biden. Hai người này sẽ là hai ứng viên chạy đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 năm 2024. Thì cái cuộc debate đầu tiên đó, cuộc tranh luận đầu tiên đó thì có vẻ như là cựu tổng thống Trump đang được đánh giá là thắng thế trong cái cuộc debate đó. Tổng thống Biden á, thì đang có những cái lo ngại là những cái dấu hiệu tuổi tác của ông thì đã thể hiện rất là rõ ràng trong cái cuộc debate tối hôm qua. Ông đã 81 tuổi cho nên có những lúc thì ông cũng có vẻ như là confused trong khi mà debate, và năng lượng của ông thì không có tốt như là cựu tổng thống Trump. Cho nên là nếu mà được đánh giá là người nào thắng lợi trong cái cuộc debate tối hôm qua thì rất là hầu như 100% thì đều nói là cựu tổng thống Trump rất là thắng trong cái cuộc debate tối hôm qua. Và những cái chính sách của ông á, thì có vẻ như là được chấp nhận rất là tốt, ví dụ như là chính sách giảm thuế và chính sách thuế quan cho các cái mặt hàng nhập khẩu vào nước Mỹ, tức là chính quá bảo hộ mậu dịch cho nước Mỹ thì có vẻ như là đang được rất là tán thưởng, và hy vọng là những cái chính sách này nó sẽ giúp cho kinh tế Mỹ tăng trưởng cũng như là thị trường chứng khoán Mỹ tăng trưởng. Tuy nhiên một điều rất là ngạc nhiên á, là khi mà cựu tổng thống Trump được xem như là thắng lợi trong cuộc debate tối hôm qua thì ngày hôm nay cổ phiếu của ông, tức là DJT, là giảm mức hơn gần 10%. Mặc dù đầu ngày á, thì nó tăng được một chút, nhưng mà sau đó đến cuối ngày thì nó giảm, và đến kết thúc ngày thì cổ phiếu này đã giảm gần 10%, là một cái mức giảm rất lớn khi mà cựu tổng thống Trump được xem như là một cái người là clear winner trong cái debate tối hôm qua. Và nếu mà ông là clear winner cho cái debate tối hôm qua thì sẽ logical á, nếu như mà cái cổ phiếu DJT này nó tăng, bởi vì mình nghĩ cái cổ phiếu DJT này nó tăng và có tương lai tốt khi mà cựu tổng thống Trump thắng cử trong tháng 11 tới đây, khi mà ông trở thành tổng thống lại, và trong 4 năm mà ông trở thành tổng thống á thì mình nghĩ cái cổ phiếu này nó sẽ tốt, bởi vì cựu tổng thống Trump sẽ dùng cái social network này, cái Truth Social này là cái phương là cái social network chính để ông thông báo những cái quyết định của ông cũng như là những cái policy mà ông tạo ra. Thì mình nghĩ nếu mà ông thắng lợi thì là cái cổ phiếu này nó sẽ tốt trong khoảng 4 năm tới. Nhưng mà rất ngạc nhiên á, là ông được xem là một cái người clear winner vào tối hôm qua mà lại cái cổ phiếu này ngày hôm nay nó lại giảm 10%. Thì thật ra mình cũng không hiểu là vì sao nó lại giảm như vậy, những cái câu chuyện như thế nào mà làm cho nhà đầu tư bán tháo cái cổ phiếu này vào ngày hôm nay. Thì nếu như các bạn trong cộng đồng của mình có người nào có cả cái suy nghĩ gì hoặc là những cái suy ngẫm về những cái lý do mà cổ phiếu này giảm
ngày hôm nay thì các bạn nhớ chia sẻ vào một comment giúp cho mình nha. Bản thân mình cũng cố gắng tìm hiểu, nhưng mà mình cảm thấy không có được một cái lý do nào mà có vẻ như là mang tính thuyết phục cả, cho nên là mình cũng không hiểu vì sao cổ phiếu này ngày hôm nay nó lại giảm. Ngày hôm nay á, thì thị trường chứng khoán Mỹ đón nhận một cái bản báo cáo về tình hình lạm phát ở Mỹ rất là tích cực. Đó là cái bản báo cáo về cái chỉ số lạm phát mà Ngân hàng Dự trữ Trung ương ở Mỹ rất là thích. Đó gọi là Personal Consumption Expenditures, và đây nó cũng viết tắt là PCE. Đây là cái sự rất là nhầm lẫn giữa cái bản báo cáo này với là cái bản báo cáo là Consumer Price Index. Thì nó là CPI, còn cái này là PCE. Thì cái PCE này á, là nó là core, tức là cái chỉ số lạm phát này nó không tính những cái giá cả về thực phẩm và năng lượng vào trong cái chỉ số này, mà nó chỉ tính các cái mặt hàng tiêu dùng khác trừ cái thực phẩm và năng lượng ra. Thì cái chỉ số này cho thấy rằng á, là nó trong tháng 5 nó chỉ tăng 0,1% so với tháng 4. Và đây là cái mức mà nhà đầu tư ở trên thị trường chứng khoán đang mong đợi, và nó thấp hơn là cái mức mà tháng 4 so với tháng 3. Tháng 4 so với tháng 3 thì nó tăng 0,3%, trong khi tháng 5 so với tháng 4 thì nó chỉ tăng 0,1%, là một cái dấu hiệu rất là tích cực và rất là tốt cho tình hình lạm phát ở Mỹ. Trong khi đó là cái chỉ số core PCE này á, thì nó cũng chỉ tăng 2,6% của tháng 5 năm nay so với tháng 5 năm ngoái, và đó cũng là đúng với là cái mức mà người ta đang ước tính. Và cái chỉ số này khi mà nó tăng 2,6% tháng 5 năm nay so với tháng 5 năm trước, thì đây là cái mức tăng chậm nhất trong 3 năm vừa rồi. Thì đây là một cái tin mà mình nghĩ không thể nào tốt hơn được nữa. Tình hình lạm phát đã bắt đầu quay lại và tiếp tục quay lại một cách bền vững đối với là cái mức mục tiêu 2%. Thì các bạn thấy bây giờ mức này nó tăng là chỉ 2,6% thôi, thì nếu mà cái mức này nó quay trở lại về mức 2% thì đó là tiến đến rất là gần với là cái mức mục tiêu mà Ngân hàng Dự trữ Trung ương đặt ra. Và ở đây những cái bình luận trên thị trường chứng khoán thì người ta nói đây có thể là một cái bản báo cáo mà tốt nhất mình có thể mong đợi được, mà bất kỳ ai cũng có thể mong đợi với tình hình lạm phát hiện giờ ở Mỹ. Thì mình nghĩ đây là một cái nhận xét mà nhiều người được cho là như thế, đây là cái bản báo cáo đã rất là tốt rồi. Và với một cái bản báo cáo như vậy thì người ta tin rằng á, là Ngân hàng Dự trữ Trung ương sẽ cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều để bắt đầu giảm lãi suất, đặc biệt là bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 9 tới đây. Thì bây giờ với là cái sự mong đợi của Ngân hàng Dự trữ Trung ương giảm lãi suất vào tháng 9 thì tăng lên rất là nhiều, và những cái ước tính thì người ta nghĩ là cũng đến 70-80% là Ngân hàng Dự trữ Trung ương sẽ giảm lãi suất vào tháng 9. Về phía Ngân hàng Dự trữ Trung ương á, thì họ tiếp tục đưa ra những cái tuyên bố và những cái lời bình luận mang tính trung gian. Họ vẫn nói là họ phải chờ đợi thêm những cái bản báo cáo khác, bởi vì bây giờ là bản báo cáo thứ ba là cho thấy chỉ số lạm phát nó đã bắt đầu quay lại ở cái mức rất là bền vững. Nếu như mà có 1-2 tháng tới đây mà nó vẫn tiếp tục như vậy thì mình nghĩ là cái khả năng mà Ngân hàng Dự trữ Trung ương giảm lãi suất vào tháng 9 thì rất là cao. Và vì sao á, là mình đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ mà lại quan tâm vào cái mức lãi suất ở Mỹ cũng như là cái việc giảm lãi suất ở Mỹ? Bởi vì nếu như mà lãi suất ở Mỹ được giảm thì lợi nhuận cho các cái trái phiếu, đặc biệt là trái phiếu chính phủ Mỹ, nó cũng sẽ giảm tương ứng. Mà nếu như lợi nhuận của các trái phiếu giảm thì nó sẽ giúp cho nhà đầu tư chuyển tiền nhiều hơn vào cổ phiếu mà ít tiền lại vào trái phiếu. Và nếu nhiều tiền quay được chuyển vào cổ phiếu thì là cái nhu cầu mua cổ phiếu nó sẽ tăng. Và nếu nhu cầu mua cổ phiếu tăng thì sẽ làm giá cổ phiếu nó tăng và làm cho thị trường chứng khoán Mỹ tăng lên. Thì đó là những cái suy luận và đó là những cái cách suy nghĩ logic để người ta mong đợi là Ngân hàng Dự trữ Trung ương sẽ bắt đầu giảm lãi suất để nhu cầu cổ phiếu cao và giá cổ phiếu sẽ tăng, giúp thị trường chứng khoán Mỹ tăng trưởng. Thì đây là một cái bản tin mà mình nghĩ là rất là tích cực, rất là tốt cho thị trường chứng khoán Mỹ, cho tình hình kinh tế, tình hình lạm phát cũng như là thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm nay. Thì bây giờ mình sẽ đi đến một cái bài phân tích chuyên sâu một chút, tức là hôm nay là ngày giao dịch cuối cùng của nửa đầu năm 2024, và được nửa đầu năm 2024 thì được xem là khá thành công khi mà cả S&P 500, Nasdaq và Dow Jones đều tăng cả, đặc biệt là đã S&P 500 và Nasdaq. S&P 500 thì tăng 15%, Nasdaq thì tăng đến 19%.
Và đó là những cái chỉ số rất là tốt và rất là rất là lạc quan cho tình hình chứng khoán ở Mỹ. Nửa cuối năm 2024 sẽ là như thế nào? Thì có những cái lo ngại và có những cái chỉ số rất là lạc quan và rất là tích cực thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn. Ở trên thị trường chứng khoán Mỹ thì người ta nghĩ là cuối năm 2024, 6 tháng cuối năm sẽ có ba cái rủi ro lớn. Rủi ro thứ nhất là nó là political uncertainty, tức là những cái vấn đề không có được bình ổn lắm về tình hình chính trị, tức là cái cuộc bầu cử giữa cựu tổng thống Trump với là tổng thống Biden. Thì cả cái cuộc bầu cử khi nào nó cũng có những cái yếu tố không không có chắc chắn, không có bền, không có không có không có bền vững, bởi vì bầu cử mà không biết người nào sẽ thắng. Mà nếu người A sẽ thắng thì có những cái chính sách khác, người B sẽ thắng thì cũng có những cái chính sách khác, cho nên cái tính bất ổn của nó là gắn chặt với các cuộc bầu cử. Nhưng mà mình nghĩ năm nay á, với cái sự tranh cử của hai ông này thì nó lại có nhiều hơn các cái yếu tố bất ổn khác, nhiều hơn bình thường so với một cái cuộc bầu cử, so với những cái cuộc bầu cử khác. Thì mình nghĩ bởi vì hai ông này, đặc tính của hai ông này, cho nên có những cái yếu tố nó nhiều bất ổn hơn, cho nên người ta cũng khá lo lắng về cái chuyện đó. Cái yếu tố thứ hai là cái rủi ro của đến thị trường chứng khoán Mỹ là những cái thay đổi của ngân hàng dự trữ trung ương. Với tình hình lạm phát và các cái chỉ số lạm phát gần đây á, thì mình có vẻ như là rất lạc quan và rất tin tưởng là cái tình hình lạm phát nó sẽ tiếp tục tốt, và cái việc ngân hàng dự trữ trung ương bắt đầu giảm lãi suất nó cũng sẽ từ từ nó cũng sẽ chắc chắn hơn. Và mình nghĩ là họ sẽ giảm lãi suất vào tháng 9. Hiện giờ thì mình rất là tin là ngân hàng dự trữ trung ương sẽ giảm lãi suất vào tháng 9. Nhưng mà không ai biết trước được là những cái thay đổi này nó sẽ như thế nào. Người ta nói á, là chuyện nó vẫn chưa xảy ra cho đến khi mà nó xảy ra. Cho nên với bây giờ tất cả những cái hy vọng và những cái phân tích thì cũng chỉ mang tính tham khảo mà thôi. Còn đến khi mà chuyện nó thực sự xảy ra thì nó mới là thực sự xảy ra. Và cái cuối cùng, cái yếu tố cuối cùng mà nhà đầu tư rất là lo ngại và rất là lo sợ mà chưa thấy được một cái cách nào để thoát ra được cái sự lo ngại này cả, đó là sự tập trung ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Những sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán Mỹ chỉ tập trung vào 6 công ty, và đó là 6 công ty Big Tech và AI, trong đó Nvidia thì dẫn đầu. Nvidia đóng góp đến 30% cho những cái tăng trưởng đầu năm, 6 tháng đầu năm của chứng khoán Mỹ. 6 công ty còn lại đóng góp đến 60-70%. Thì như bạn các bạn thấy là như vậy là chỉ cần 6 công ty là đóng góp đến 60-70% của sự tăng trưởng của giữa đầu năm. Thì cái phần còn lại nó rất là ít, nó chỉ còn 35% của sự tăng trưởng của 6 tháng đầu năm là đến từ 494 công ty. Bởi vì tất cả là 500 công ty thì mất 6 công ty rồi thì còn 494 công ty. Và với một cái sự tập trung và phụ thuộc vào 6 công ty như vậy, nếu có chuyện gì, và cả 6 công ty này nó lại nằm trong một lĩnh vực, nó đều là công ty Big Tech cả. Cho nên cái sự rủi ro nó là gia tăng, bởi vì nếu như mà cả thị trường vẫn phụ thuộc vào 6 công ty, mà 6 công ty nó nằm, có công ty healthcare, có công ty real estate, có công ty financial, có công ty công nghệ, thì nó đỡ đi. Cả 6 công ty nó đều nằm trong một ngành công nghệ, mà nếu cái ngành này có vấn đề gì xảy ra thì coi như là cả thị trường đều lao đao theo nó. Cho nên đó là một cái rủi ro mà người ta rất là lo sợ hiện giờ. Thì những cái đánh giá về cái câu chuyện rủi ro này nó như thế nào? Người ta theo những cái phân tích á, mà bởi vì đầu tư vào chứng khoán Mỹ, một cái lợi ích lớn nhất là các cái data và các cái chi tiết, các cái dự kiện nó được gìn giữ rất là cẩn thận. Cho nên là sau bao nhiêu năm, mấy chục năm, 7-80 năm thì người ta vẫn có thể xem lại được, có thể là những cái câu chuyện xảy ra 10 năm trước đây, 20 năm trước đây, 30 năm trước đây là như thế nào. Thì sau những cái phân tích á, thì người ta thấy á, là những năm mà thị trường chứng khoán Mỹ rất là tốt cho nửa đầu năm thì nửa 6 tháng cuối năm cái xác suất mà nó cũng sẽ tốt, nó cũng sẽ tăng trưởng lên đến 86%. Tức là nếu trong 100 năm vừa rồi, khi mà người ta xem những năm mà giữa 6 tháng đầu năm thị trường rất là tốt và tăng trưởng rất là ngon lành, thì đến 86% á, là 6 tháng cuối năm nó cũng tiếp tục tăng trưởng tốt và ngon lành. Thì như vậy các bạn thấy á, là đứng về mặt thống kê á, xác suất nó sẽ rất là tốt, là chứng khoán nó sẽ tiếp tục tốt cho nửa tháng 6 năm, mặc dù nó có những cái rủi ro giống lúc nãy mình đã chia sẻ.
À, nhưng mà cái khả năng nó vẫn tốt thì là nó vẫn sẽ thì nó vẫn cái khả năng mà nó tốt thì đến 86%, và đây là những năm mà người ta những năm là có bầu cử á, chứ không phải là những năm bình thường. Tức là người ta nhìn vào khoảng 100 năm mà những năm có bầu cử 6 tháng đầu tốt thì cái xác suất mà 6 tháng sau cũng tốt đến 86% là. Cho nên về cái mặt là odds á, về cái mặt mà xác suất thống kê á, thì có vẻ như là tình hình sẽ tốt cho chứng khoán Mỹ cho nửa cuối năm 2023, à, cho nửa cuối năm 2024. Như mình chia sẻ lúc nãy á, thì là cái cuộc bầu cử của năm này nó hơi có tính rủi ro cao hơn và có tính bất ổn cao hơn, là bởi vì hai cái đối thủ chạy đua vào Nhà Trắng lần này thì đều có những cái yếu tố tiềm ẩn mà gắn liền với họ, cho nên làm cho cái yếu tố bất ổn nó càng tăng hơn nữa. Thì những cái phân tích hiện giờ ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, người ta cảm thấy rằng á, nếu như mà cựu tổng thống Trump thắng thì có khả năng là chứng khoán nó sẽ đi lên và ngược lại. Nhưng mà đến khi người ta phân tích thì người ta thấy trong những cái bầu cử tổng thống, khi mà cái người đại diện cho đảng Dân Chủ thắng thì sau đó chứng khoán Mỹ đi lên, nó lại cao hơn là người đại diện cho đảng Cộng Hòa thắng. Cho nên là về mặt lịch sử thì có vẻ như là đảng Dân Chủ thắng thì nó sẽ tốt hơn cho chứng khoán, cái khả năng tốt hơn cho chứng khoán nó sẽ cao hơn đảng Cộng Hòa. Nhưng mà với hai ứng cử viên hiện giờ thì có vẻ như là thị trường thì tin rằng á, là cựu tổng thống Trump mà thắng, tức là đảng Cộng Hòa, thì nó sẽ tốt hơn cho thị trường chứng khoán Mỹ và nền kinh tế Mỹ trong 1-2 năm tới đây. Cho nên cái này lịch sử nó lại đi ngược lại với lại cái câu chuyện của năm nay một chút, thì không biết tình hình nó sẽ như thế nào. Nhưng mà again, những cái này là chỉ là những cái dự tính và những cái ước đoán của ở trên ngân hàng dự trữ trung ở trên thị trường hiện giờ thôi, và dựa vào cả cái chỉ số lịch sử, cả cái câu chuyện lịch sử để người ta dự báo như thế nào, tình hình thực tế nó xảy ra như thế nào, thì phải còn chờ đợi đến cuối năm này thì mới biết là chứng khoán nó tăng hay là giảm, và người nào thắng người nào thua, và việc người đó thắng và người đó thua nó có ảnh hưởng đến chứng khoán Mỹ hay là không thì phải đợi đến cuối năm. Mình rất là hy vọng là đến cái bài phân tích cuối năm 2024 á, thì lúc đó cái câu chuyện nó sẽ như thế nào, và mình sẽ đảm bảo là mình sẽ chia sẻ với các bạn cái câu chuyện của cuối năm 2024 nó sẽ ra làm sao. Thì đó là cái bất ổn thứ nhất, bất ổn về tình hình chính trị. Cái bất ổn thứ hai là cái bất ổn về cái sự tập trung quá mức vào các cái cổ phiếu công nghệ và AI hiện giờ. Và như các bạn thấy á, là ba cổ phiếu có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất đến thị trường bây giờ là Nvidia, Microsoft và Amazon. Đây là ba cổ phiếu mà nó ảnh hưởng đến chứng khoán Mỹ theo một cách rất là influential, rất là có thể tính tác động rất là cao. Và các cái công ty công nghệ này á, thì là nhà đầu tư liên tục nhảy vào để mua các cái công ty công nghệ này, đặc biệt là Nvidia. Và đến bây giờ thì đã có những ngày hôm qua mình chia sẻ với các bạn á, là những cái công ty, những cái quỹ ETF mà có công ty Nvidia thì nó tăng trưởng rất là tốt, tăng trưởng tốt hơn cái chỉ số S&P 500. Và ngược lại, các cái ETF mà không có Nvidia thì mức tăng trưởng của nó rất là tệ và thấp hơn cái mức tăng trưởng của S&P 500. Cho nên Nvidia bây giờ đang có một cái tầm ảnh hưởng không tiền khoáng hậu ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Và gần đây, từ đầu năm đến giờ thì đã có những cái quỹ ETF có lợi nhuận cực kỳ khủng, lợi nhuận rất là khủng luôn. Và các cái quỹ ETF này thì nó chỉ track một mình cổ phiếu Nvidia thôi. Và đây là các cái quỹ ETF đặc biệt mà nó được gọi là các cái quỹ ETF đòn bẩy, tức là leverage ETF. Và hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một cái mẫu tin này, một cái bài phân tích, một cái mẫu tin mà nó khởi đầu cho một cái bài phân tích chuyên sâu của mình. Đó là các cái quỹ ETF đòn bẩy có Nvidia ở đấy thì nó đã tăng trưởng đột biến ở trên thị trường chứng khoán Mỹ từ đầu năm cho đến bây giờ. Từ đầu năm đến giờ, các cái quỹ ETF đòn bẩy của Nvidia này á, đã thu hút một cái số tiền khủng khiếp đầu tư vào nó lên đến 5 tỷ đô la. Và đã có những cái quỹ nó tăng đến 425% từ đầu năm đến giờ, tức là tăng hơn gấp 4 lần. Thì cái mẫu tin này nó khá ngắn gọn bởi vì nó chỉ chia sẻ một cái bằng chứng thôi, một cái sự thật thôi.
Và khi mình đọc cái mẫu tin này á, và rất là nhiều các cái bài phân tích và các cái mẫu tin tương tự hiện giờ trên thị trường chứng khoán, và mình nghĩ các cái câu chuyện này, các cái mẫu tin này nó sẽ kích thích làm cho những nhà đầu tư nhảy đổ xô vào các cái quỹ ETF đòn bẩy này nhiều hơn nữa. Và mình cũng biết trong cộng đồng của mình á, thì có rất là nhiều bạn đã từng đầu tư vào các cái quỹ đòn bẩy này rồi, đặc biệt là cái quỹ SOXL, tức là cái quỹ đòn bẩy 3 lần cho cái chỉ số của các công ty semiconductor. Và các bạn hỏi mình một một vài lần về cái quỹ SOXL đó và những cái quỹ đòn bẩy khác cho cái cổ phiếu Tesla, cái quỹ đòn bẩy khác cho cái cổ phiếu Nvidia, vân vân. Thì ngày hôm nay á, là nó có cái bằng chứng các cái quỹ đòn bẩy này đang thu thập được, đang có được lợi nhuận rất là khủng từ đầu năm đến giờ. Và đây là những cái quỹ đòn bẩy mà nó chỉ track single stock, bởi vì các bạn nhớ là khi mình nói đến các cái ETF á, thì mình thường hay nói là các cái quỹ đầu tư vào một nhóm các cái công ty, như là S&P 500 thì nó đầu tư vào 500 công ty, VGT thì nó đầu tư vào 313 công ty công nghệ, và SMS thì nó đầu tư vào 25 công ty semiconductor. Nhưng mà các cái quỹ đòn bẩy này thì nó chỉ tập trung vào một cổ phiếu thôi, đó là cổ phiếu Nvidia. Nhưng mà nó lại hứa là cho bạn, và nó lại cam kết là cho bạn ăn lợi nhuận hàng ngày hoặc là tổn thất hàng ngày gấp 2 lần với những cái lợi ích, với những lần cái lợi nhuận và tổn thất hàng ngày của cái cổ phiếu Nvidia. Tức là nếu ngày hôm đó Nvidia tăng 10% thì cái quỹ này nó sẽ tăng 20%. Nếu ngày hôm đó Nvidia giảm 5% thì cái quỹ này nó sẽ giảm 10%. Và đây là những cái quỹ đòn bẩy mà nó giúp các bạn ăn lợi nhuận khủng từ đầu năm đến bây giờ. Và cái câu hỏi thì các bạn thấy, ví dụ ở đây nó có một cái quỹ, nó là T-Rex 2X Long Nvidia Daily Target ETF. Ở đây các bạn thấy là nó 2 lần này, và nó long tức là nó tăng thì nó muốn Nvidia tăng. Và cái tăng này 2 lần như vậy là nó target hàng ngày, ngày nào nó cũng target như vậy. Trong ngày đó Nvidia tăng 10 thì nó sẽ cho bạn ăn tăng 20, Nvidia giảm 5 thì nó sẽ giảm của bạn 10, tức là nó làm gấp đôi như vậy. Và từ đầu năm đến giờ nó tăng lợi nhuận rất là tốt. Và 425% này là ngay cả sau khi mà gần đây Nvidia này nó rơi vào cái giai đoạn bị điều chỉnh á, là nó bị điều chỉnh đến 16 lần, 16% á, thì nó vẫn tăng được 425 lần, là những cái tăng trưởng rất là tốt. Thì liệu các cái quỹ đòn bẩy này nó có tốt cho giữa cuối năm 2024 hay là không? Bởi vì đầu năm 6 tháng đầu của năm 2024 thì nó đã tăng hơn 4 lần rồi. 6 tháng sau 2024 nó sẽ tiếp tục tốt như vậy hay là không? Và các cái quỹ đòn bẩy này nó hoạt động như thế nào? Mà Nvidia á, là từ đầu năm đến giờ á, các bạn sẽ thấy á, là Nvidia từ đầu năm đến giờ nó chỉ tăng được á, là 149% mà thôi. Ví dụ ở đây các bạn thấy Nvidia này, từ đầu năm đến giờ year to date này, nó tăng 149,46%, tức là 150%. Thì nếu như các cái quỹ này nó cho bạn ăn tăng gấp đôi thì nó phải là 300% chứ. Mà vì sao các cái quỹ này nó lại tăng cho bạn đến 465%? Vì sao 460 4 425%, tức là cao hơn cái mức gấp đôi rất là nhiều. Vì sao như vậy? Thì ngày hôm nay mình quyết định làm một cái bài phân tích chuyên sâu để giúp cho cộng đồng mình hiểu rõ các cái quỹ này nó hoạt động như thế nào. Và vì sao khi cổ phiếu nó tăng 150%, các quỹ này nó hứa nó cho gấp đôi là 300%, nó lại tăng đến 425% như vậy. Còn những lúc nó giảm thì sao? Cho nên là ngày hôm nay mình quyết định làm một cái bài phân tích chuyên sâu này để phân tích và chỉ cho các bạn thấy á, là các cái quỹ đòn bẩy này nó hoạt động ra làm sao. Và các bạn có nên chơi không? Ngay cả khi các bạn tin tưởng là cái cổ phiếu Nvidia nó vẫn sẽ tốt cho nửa cuối năm 2024 này, giống như mình thì mình rất là tin tưởng cổ phiếu Nvidia nó sẽ tiếp tục rất là tốt cho cuối năm 2024, thậm chí là qua 2025. Thì liệu mình có nên chơi cái quỹ đòn bẩy này không để mình ăn lợi nhuận rất là khủng? Và cái quỹ này, cả cái quỹ đòn bẩy này nó kiếm tiền như thế nào? Thì khi mà nó ăn lợi nhuận khủng như vậy thì nó cũng sẽ có những lúc nó rớt rất là khủng luôn. Thì những lúc nào là những lúc nó rớt, và khi nó rớt rất là khủng như vậy thì có khả năng bạn mất tiền như thế nào? Thì trong cái bài phân tích chuyên sâu này mình phân tích rất là quỷ, rất 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 là rõ những cái cách mà các cái quỹ đòn bẩy này nó hoạt động ra làm sao, vì sao từ đầu năm đến giờ nó quá tốt, cuối năm 2024 thì nó sẽ ra làm sao,
và mình sẽ đi vào lịch sử để chia sẻ với các bạn rất là nhiều các cái câu chuyện của các cái quỹ đòn bẩy này trong quá khứ. Bởi vì các cái quỹ đòn bẩy này nó không phải là mới, nó chỉ mới đối với Nvidia thôi. Các cái quỹ mà đòn bẩy lúc nãy giờ mình giới thiệu với bạn á, cho Nvidia á, là nó chỉ mới được thành lập vào cuối năm 2023 hoặc là vào cuối năm 2022, tức là nó chỉ tuổi đời chưa tới một năm hoặc là nhiều hơn một năm một chút. Trong khi có những cái quỹ đòn bẩy nó đã 10 năm, 15 năm, 20 năm rồi, thì cả cái quỹ đòn bẩy đó nó thắng vào lúc nào và vào lúc nào nó thua, và những cái bài học mình học được từ những cái quỹ đòn bẩy khác, bởi vì cái hình thức đầu tư quỹ đòn bẩy này nó không phải là xa lạ, nó tồn tại ở nước Mỹ, ở thị trường những khoản Mỹ rất là lâu rồi, và có những cái quỹ đòn bẩy nó đã gần 20-30 năm rồi, thì lúc nào cả cái quỹ đòn bẩy đó thắng rất là lớn, như Nvidia hiện giờ đang thắng, như là cả cái quỹ đòn bẩy cho Nvidia hiện giờ đang thắng, và những lúc nào thì nó thua, và nó thua là tạm giá bại sản luôn, là đó là những cái lúc nào. Thì mình nghĩ khi mà mình quay lại lịch sử để mình học các cái bài học trong lịch sử cho các quỹ đòn bẩy này á, thì nó giúp cộng đồng mình có được những cái kiến thức và những cái bài học trong quá khứ để các bạn có thể có những cái quyết định đúng nhất cho tình hình đầu tư của mình. Liệu các bạn có nên chơi các cái quỹ đòn bẩy này để ăn lợi nhuận không hay là không? Nếu mà các bạn vẫn tin là cái cổ phiếu Nvidia nó vẫn tốt, thì hy vọng các bạn sẽ xem thêm cái bài phân tích chuyên sau này. Và mình biết trong cộng đồng của mình rất là nhiều bạn muốn chơi cái trò chơi đòn bẩy này. Có nhiều bạn chơi cái trò chơi đòn bẩy này mà lại không biết đây là cái trò chơi đòn bẩy, và cũng không biết cái cách thức nó hoạt động như thế nào, cái rủi ro tiềm ẩn của nó nằm ở đâu, lúc nào. Thì mình nghĩ các bạn nên xem thêm cái bài phân tích chuyên sâu này. Bài phân tích chuyên sâu này thì mình chỉ làm cho các bạn hội viên vàng và kim cương. Thì nếu mà các bạn chưa là hội viên thì các bạn có thể gia nhập cái chương trình hội viên vàng và kim cương của mình ở đây. Có cái link ở đây, các bạn click vào đây. Thì chương trình hội viên của mình đang có 3 bậc bạc, vàng và kim cương. Thì nếu mà các bạn tham dự vàng và kim cương thì có thể xem được các cái bài phân tích chuyên sâu hàng ngày của mình. Còn nếu các bạn tham dự hội viên kim cương thì các bạn sẽ xem có thêm được các cái bài học cơ bản nhất, an toàn nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ. Gần đây thì mình có một cái khóa học là đầu tư chứng khoán Mỹ an toàn cho những người mới bắt đầu. Tên của khóa học thì cho những người mới bắt đầu, nhưng mà cái khóa học này thì mình tin tưởng và mình biết chắc chắn là nó sẽ rất tốt cho những bạn đã chơi chứng khoán Mỹ một vài năm rồi, nhưng mà chơi theo phong trào, chơi theo những cái chỉ dẫn ở trên mạng, con cổ phiếu này, con cổ phiếu kia, mà hoàn toàn không biết những cái yếu tố cơ bản của cả con cổ phiếu đó, của cả công ty đó, của cả quỹ đầu tư đó, không biết cái cách thị trường chứng khoán Mỹ vận hành như thế nào, không biết những cái quy luật tất yếu của thị trường chứng khoán Mỹ, không biết cái chiến lược đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác nhau như thế nào, chiến lược đầu tư an toàn, rủi ro như thế nào, mà chỉ tập trung mua cả cái cổ phiếu penny và mua cả cái con cổ phiếu mà do những người rỉ tai nhau. Và cả cái cổ phiếu đó thì hầu hết là penny stock và mất rất là nhiều tiền. Mình rất là đau xót khi mà các bạn viết message và viết email cho mình nói là chơi cổ phiếu 2-3 năm rồi và chỉ toàn mua cả cái penny stock do những người này người kia chỉ bảo nhau, từ năm ngoái đến giờ đã mất gần 200.000 đô la. My God, mình nghe là mình đau khổ luôn, mất 200.000 đô la mà không dám nói về gia đình, không dám nói về chồng con gì cả, bởi vì nói ra thì chết. Cho nên bây giờ cũng không biết là cái cách sự làm như thế nào để có thể bán hết các cái cổ phiếu đó, chấp nhận mất một lần để bắt đầu đầu tư an toàn lại. Thì mình rất là hy vọng nếu mà các bạn đã chơi chứng khoán, chơi cổ phiếu rất là nhiều năm mà không hiểu rõ cái cách chơi, không hiểu rõ cách thức hoạt động ở trên thị trường chứng khoán, thì hy vọng các bạn sẽ gia nhập vào cái chương trình hội viên kim cương này để có thể học thêm các cái khóa học cơ bản đó. Mình biết khi các bạn gia nhập vào chương trình hội viên kim cương á, thì các bạn sẽ phải đóng 20 đồng mỗi tháng để học các cái khóa học này. Nhưng mà mình tin chắc về các bạn và mình đảm bảo với các bạn, nếu các bạn chuyển qua cái cách đầu tư an toàn này và các bạn có thể tự làm cái cách đầu tư an toàn này, thì cái lợi nhuận các bạn có được cho cái tài khoản đầu tư của bạn sau 10 năm, nó sẽ tính bằng tiền triệu chứ không phải là tính bằng tiền trăm ngàn hoặc là tiền ngàn hoặc là tiền chục ngàn nữa. Chứ đừng cần nói đến là 20 đồng mỗi tháng để các bạn học các cái kiến thức này. Kiến thức là cực kỳ quan trọng. Tiền của bạn kiếm được rất là khó khăn, tiết kiệm được cũng rất là gian nan. Để từ đầu tư để cho tiền của bạn đạt ra được nhiều tiền nhất là cách bền vững nhất, là cách an toàn nhất. Tiền của bạn là bạn sót nhất, bạn thương nhất, cho nên bạn phải tự học để đầu tư. Và trong cái khóa học này thì mình hướng dẫn cho bạn từ A đến Z, mình cung cấp các cái kiến thức rất là nền tảng, các cái thông tin rất là mới mới nhất, và những cái kỹ năng
cần thiết nhất để các bạn có thể tự làm cái công việc đầu tư an toàn và dài hạn này mà không phải cần nhờ ai cả. Các bạn giỏi tiếng Anh làm cũng được, các bạn hơi tệ tiếng Anh cũng làm được, không có khó khăn gì cả. Thì hy vọng các bạn sẽ gia nhập cái chương trình hội viên kim cương với mình để có được các cái khóa học đó. Ngoài cái khóa học này thì mình làm rất là nhiều các cái khóa học khác nữa, và mỗi tháng thì mình đều giới thiệu thêm một cái khóa học mới để cho các bạn có thể nâng cao các cái kiến thức và học các cái cách thức ở bên thị trường chứng khoán Mỹ ở bên này, và các cái cách thức đầu tư cũng như là các cái mẹo tài chính ở bên Mỹ này, và xem thêm được những cái video mình phân tích độc quyền dành cho các bạn hội viên kim cương nữa. Mình có những cái video mình làm hàng ngày cho các bạn hội viên kim cương, các cái video chuyên sâu về các cái cổ phiếu, về các cái xu hướng đầu tư, về các cái quỹ an toàn, để các bạn có thể nâng cao kiến thức và nhận rõ hơn tất cả những cái chuyện xảy ra trên thị trường chứng khoán Mỹ. Và khi các bạn gia nhập vào chương trình hội viên kim cương á, thì các bạn cũng như là ủng hộ channel của mình thêm một chút nữa. Mình hy vọng các bạn sẽ ủng hộ mình thêm. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Alright, và bây giờ mình sẽ đi qua một cái mẫu tin khác, đó là mình sẽ đi qua một cái mẫu tin khác là tình hình rủi ro của cuối năm 2024. Thì lúc nãy mình đã nói là có ba cái rủi ro lớn. Rủi ro thứ nhất là chính trị không ổn, với cái bầu cử thì có những cái bất ổn đến từ cái cuộc bầu cử này. Cổ phiếu thị trường chứng khoán Mỹ thì đang đang phụ thuộc vào một nhóm các cái cổ phiếu công nghệ rất là ít, và cái việc phụ thuộc vào các cái cổ phiếu công nghệ, một vài cổ phiếu công nghệ này á, thì nó cũng gây có khả năng là có những cái rủi ro tiềm ẩn rất là lớn. Và cái thứ ba là cái tình hình lạm phát và giảm lãi suất ở Mỹ thì nó vẫn chưa rõ ràng hết 100%, cho nên đó là cái ba rủi ro lớn cho 6 tháng cuối năm 2024. Thì bây giờ làm sao để ngăn ngừa và hạn chế các cái rủi ro này? Thì đây là một cái nốt rất là ngắn của cái người trưởng cái bộ phận đầu tư rủi ro, đầu tư mà hedge fund, tức là đầu tư mà có đầu tư theo cách này thì cũng phải đầu tư theo cách khác để hai cái đó nó hedge lẫn nhau, của cái ngân hàng đầu tư lớn nhất nước Mỹ và lớn nhất toàn cầu là Goldman Sachs. Thì ông này ông cũng thấy là giữa cuối năm 2024 sẽ có rất là nhiều rủi ro theo nhận định của ông. Và ông nói á, là đầu 6 tháng đầu năm của 2024 thì tình hình đã rất là tốt rồi. Và bây giờ cái S&P 500 thì nó đạt được cái mức là all time high 5.400 mấy chục điểm, một cái mức rất là tốt. Chúc mừng cộng đồng mình, nếu mà các bạn đầu tư cùng với mình vào các cái quỹ VLO và VGT thì từ đầu năm đến giờ các cái quỹ đầu tư của bạn và mình đã tăng trưởng rất là nhiều. Lúc nãy mình quên, nhưng mà mình muốn cuối năm á, thì mình cũng phải kết thúc bằng cách chia sẻ với các bạn là các cái quỹ an toàn của cộng đồng mình từ đầu năm đến giờ thì đã tăng trưởng bao nhiêu rồi. Thì các bạn thấy ở đây cái quỹ VLO từ đầu năm đến giờ cái quỹ này nó đã tăng trưởng được 15,7%, gần 16%, một cái mức tăng trưởng không hề tồi chút nào cả. Nếu như mà cái mức tăng trưởng mình mong đợi cho cái quỹ VLO này hàng năm là khoảng 11-12% thì chỉ 6 tháng đầu năm thôi nó đã tăng trưởng được gần 16% rồi. VGT thì từ đầu năm đến giờ nó tăng trưởng được 19,6%, gần 20%, thì cái mức tăng trưởng cũng không hề tồi, bởi vì khi mà mình đầu tư vào VGT thì mình mong đợi cái mức tăng trưởng hàng năm của nó là khoảng 20%, thì bây giờ chỉ 6 tháng đầu năm nó đã tăng trưởng được gần 20% rồi, 19,6%. Và cái quỹ thứ ba là cái quỹ gần đây mà mình và cộng đồng đang rất là yêu thích và mình bắt đầu đầu tư từ cái quỹ SMS này là từ cuối năm 2023. Như vậy thì mình cũng đầu tư khoảng được 6 tháng rồi. Thì các bạn thấy từ đầu năm đến bây giờ cái quỹ này nó đã tăng trưởng cho cộng đồng mình là 48%, gần một nửa. Thì như vậy là những cái tăng trưởng cực kỳ lạc quan, cực kỳ tốt cho cộng đồng của mình. Thì mình rất là muốn chúc mừng cộng đồng của mình. Nếu như mà các bạn đi theo cái chiến lược đầu tư an toàn và dài hạn của mình từ đầu năm cho đến bây giờ thì mình đã có những cái thắng lợi rất là tốt rồi. Nếu mà các bạn chia ra 30% cho VLO, 30% cho VGT và 40% cho SMS thì mình nghĩ cái mức trung bình chúng bây giờ nó cũng gần đến 30% cho cộng đồng của mình rồi. Thì chúc mừng tất cả các bạn và chúc mừng cộng đồng của mình. Cố gắng tiếp tục cái định hướng đầu tư an toàn này và cố gắng mua các cái quỹ an toàn. Nếu các bạn chưa có các cái kiến thức, chưa có các cái thông tin, chưa cảm thấy hoàn toàn tự tin và hoàn toàn lạc quan với là cái chiến lược đầu tư an toàn và dài hạn này, thì hy vọng các bạn sẽ tham dự cái chương trình hội viên kim cương của mình để học cái khóa học này và những cái khóa học thêm nữa để giúp cho các bạn có thêm nhiều kiến thức và tự tin hơn với là cái chiến lược đầu tư an toàn và dài hạn trên thị trường chứng khoán Mỹ. Thì ông nói là từ đầu năm đến giờ cái S&P 500 rất là tốt rồi, các cái quỹ an toàn rất là tốt.
Nhưng mà đến cuối năm 20 từ cuối 6 tháng cuối năm 2024 á thì nên đây là cái thời điểm tốt để bắt đầu thẳng xe một chút, đừng có tăng tốc nữa để cho nó đảm bảo cái yếu tố an toàn tối đa. Thì thật ra mình cũng cảm thấy rất là đồng ý với cái quan điểm của ông này, bởi vì mình thấy 6 tháng cuối á thì cái lớn nhất là cái tình hình bầu cử ở Mỹ, cái đó là mình nghĩ là cái mà mình lo sợ nhất. Mình nếu như tình hình bầu cử của Mỹ mà nó có chồn rồn không ổn định cái chuyện nào á, và nó chỉ cần có những cái động thái ảnh hưởng đến các cái công ty công nghệ lớn thì nguyên cả thị trường chứng khoán Mỹ đều đi xuống, bởi vì chỉ cần các cái công ty công nghệ bị ảnh hưởng thì thị trường chứng khoán Mỹ nó sẽ đi xuống, và các cái yếu tố ổn định đó thì rất là khó để mà biết được là nó sẽ đi theo hướng nào. Cho nên trong một cái bối cảnh mà nó rất là khó như vậy và đã có được rất là nhiều thành công rồi từ đầu năm đến bây giờ rồi, thì bây giờ là lúc mà cộng đồng mình nên cẩn thận hơn và nên chú ý đến cái yếu tố an toàn nhiều hơn nữa. Thì cái yếu tố an toàn mà ông nói là nên 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 thẳng xe một chút á để cho nó đi an toàn, thì cái câu kết luận là cái câu mà mình cảm thấy thích nhất là ông, cái câu kết luận á là mình cảm thấy thích nhất là ông đề nghị rằng, ông gợi ý rằng bây giờ thì chỉ nên giữ lại cả cái cổ phiếu mà chất lượng cao nhất, những cái cổ phiếu nào mà bạn cảm thấy là không còn, mình cũng thích nó nhưng mà cũng có rất là nhiều các cái yếu tố rủi ro, 10 phần thì nó chỉ được 7 8 phần là bạn tin tưởng 100%, thì đến giữa năm 2024 không nên rủi ro thêm với những cái cổ phiếu đó, bán để chốt lời và mua vào các cái quỹ an toàn để cho nó lâu dài và nó ổn định. Thì trong cái bài này thì ông, mặc dù cái bài phân tích của ông á thì ông nói là tình hình nó sẽ là bất ổn hơn nên cẩn thận, nhưng mà ông cũng nói lại á là cái chuyện bất ổn này á nó không phải là chắc chắn sẽ xảy ra 100%, mà ông vẫn tin rằng chứng khoán Mỹ vẫn còn rất là nhiều yếu tố mà sẽ giúp nó có thể đi tiếp được và tăng trưởng được, miễn là nếu mà nền kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng, lợi nhuận của các công ty này vẫn tiếp tục tăng và lợi nhuận tăng và tình hình nó vẫn ổn định, thì cái chuyện chứng khoán Mỹ tăng trưởng là cái chuyện đương nhiên, không có việc gì phải lo lắng cả. Ông rất là lo sợ và mình cũng đồng ý vì cái lo sợ của ông này là cái việc mà chứng khoán Mỹ bây giờ chỉ tập trung một vài các cái công ty mà thôi, và ông cũng cho biết á, là lịch sử rất là nhiều lần ở trên thị trường chứng khoán Mỹ lúc mà thị trường tăng trưởng mà cái sự tăng trưởng này nó chỉ tập trung vào một số nhỏ công ty, thì sau đó nếu chuyện gì xảy ra thì nó sẽ làm nhà đầu tư bán tháo các cái cổ phiếu mà tập trung này, và khi cái sự bán tháo đó nó xảy ra thì là thị trường nó sẽ đi qua một cái giai đoạn rất là không tốt. Cho nên là mình nghĩ cái yếu tố rủi ro nó vẫn tiềm năng ở đây, cho nên cộng đồng mình cố gắng giữa cuối năm 2024, 6 tháng cuối năm của 2024 thì nhớ là cái yếu tố cẩn thận nó quan trọng hơn là cái yếu tố lợi nhuận, cho nên là cẩn thận nó sẽ là quan trọng nhất. Từ đầu năm đến giờ mình đã tăng khá tốt rồi, mình đã tăng gần 30% rồi, thì thôi từ đây cho đến cuối năm cố gắng lấy lâu, cố gắng là đừng có mạo hiểm quá, cái gì an toàn 100% thì làm, còn không thì thôi để giữ cái mức tăng trưởng hiện giờ là như vậy là ổn rồi. Thì mình hy vọng cộng đồng của mình cũng sẽ theo cái chiến lược như vậy để cho cái khoản đầu tư của cộng đồng mình á thì là nó an toàn nhất và nó bền vững nhất. Cái yếu tố an toàn là cái yếu tố quan trọng nhất của cái kênh mình và của cộng đồng của mình. Cho nên tiền của cộng đồng mình kiếm được rất là khó khăn, tiết kiệm được cũng rất là gian nan, hy sinh rất là nhiều những cái sở thích, những cái thú vui khác để tiết kiệm, thì đầu tư cái tiền đó là cái yếu tố an toàn là cực kỳ quan trọng. Và cứ trung thành với cái chiến lược an toàn và lâu dài thì sau 10 năm các bạn sẽ có một cái cuộc sống hưu trí cực kỳ thoải mái, cực kỳ đầy đủ và cực kỳ giàu có, bởi vì cái tài khoản hưu trí của bạn đã có hơn 1 triệu đô la rồi. Alright, như các bạn biết tối hôm qua là cái buổi debate đầu tiên của cựu tổng thống Trump với là tổng thống Biden trong cái cuộc chạy đua vào Nhà Trắng cho tháng 11 tới đây. Và trong cái cuộc bầu debate đó thì cựu tổng thống Trump được xem như là người thắng lợi rất là rõ ràng, rất là rõ ràng trong cái cuộc debate đó. Tuy nhiên sau khi cái cuộc debate á, thì sáng hôm nay cái cổ phiếu của DJT nó lại giảm hơn 10%. Các bạn thấy bây giờ nó đã giảm đến 10,84% rồi. Sau khi thị trường đóng cửa thì có vẻ như là nó tăng lên được gần 2%, thì hy vọng ngày mai nó sẽ tăng ngược trở lại. Nhưng mà đây là một cái diễn biến khá là ngạc nhiên, bởi vì rất là nhiều người nghĩ là kiểu cổ phiếu này sẽ tăng mạnh vào ngày hôm nay, nhưng mà không biết vì sao thì nó lại giảm đến gần 11% cho ngày hôm nay.
một cái sự việc mà cũng không có thể giải thích được là những cái lý do cụ thể là như thế nào, bởi vì cựu tổng thống Trump thì được xem như từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, được xem như là một người clear winner của cái cuộc debate tối hôm qua, mà không biết vì sao cổ phiếu này giảm. Bản thân mình cũng cảm thấy rất là confused, mình cũng cố gắng tìm hiểu để coi có thể có cái bài phân tích nào có nhấn mạnh đến cái yếu tố nào hay là không để giải thích cho cái chuyện này, mà hoàn toàn không thấy cái giải thích nào cả. Cho nên nếu cộng đồng mình có ai có cái suy luận gì hoặc là cái lối cái hoặc là cái suy nghĩ gì về cái chuyện này thì nhớ chia sẻ vào một comment giúp cho mình. Và cái tin tức cuối cùng của ngày hôm nay đó là Amazon đã có những cái động thái tăng cường cái sự đầu tư của họ vào AI, khi ngày hôm nay họ quyết định gần như là mua lại một cái startup ở San Francisco có tên là Adapt và tuyển dụng tất cả những cái người co-founder ở cái startup này và các cái nhân viên chủ lực ở cái startup này gia nhập cái nhóm AI ở Amazon. Như các bạn còn nhớ là gần đây là Microsoft cũng bỏ ra một cái số tiền gần 650 triệu đô la để vừa mua lại một cái startup về AI gọi có tên là Inflection cũng ở San Francisco. Và sau khi vừa mua lại công ty, vừa mua những cái tài năng AI này thì cái ông co-founder của cái startup đó được trở thành là cái người head của consumer AI của Microsoft. Và cái tin đó cũng giúp cổ phiếu của Microsoft tăng trưởng tốt, bởi vì Microsoft thì hiện giờ nó không có cái bộ phận là tạo ra các cái sản phẩm AI cho người sử dụng chính như mình và bạn, mà nó chỉ tạo ra các cái sản phẩm AI để nó bán cho các cái doanh nghiệp mà thôi. Bởi vì các cái sản phẩm của Microsoft thì như là Windows hoặc là các cái máy tính thì bán chủ yếu hoặc là các cái hệ thống Cloud Computing của cái sản phẩm Azure của nó thì chủ yếu là bán cho các khối doanh nghiệp, các cái công ty. Cho nên các cái sản phẩm AI của nó thì đang được đưa vào trong những cái sản phẩm phần mềm mà bán cho các công ty. Nó không có cái bộ phận consumer AI thì việc mua cái startup đó với giá 650 triệu để thu hút các cái tài năng của cái startup đó và đưa cả cái tài năng đó làm những cái vị trí lãnh đạo trong cả cái chiến lược và những cái nỗ lực về AI của nó là rất quan trọng. Thì ở đây nó cũng như vậy. Amazon cũng vừa mua vừa tuyển một cái bộ phận các cái người co-founder của cái startup Adapt này để lãnh đạo cho cái nhóm AI của họ. Thì đây là những cái tin này nó sẽ có những cái tác động khá tích cực đối với các cái cổ phiếu. Bởi vì các cái cổ phiếu công nghệ này trong cái giai đoạn 10 năm tới đây nó có thắng được hay là không, hoàn toàn phụ thuộc vào nó có đưa ứng dụng AI vào thành công hay là không. Những cái ứng dụng AI nó đưa vào có giúp cho nó tăng doanh thu và tăng lợi nhuận rất là tốt cho công ty của nó hay là không. Thì đó là những cái câu chuyện cực kỳ quan trọng hiện giờ. À, các bạn nhớ ở đây thì lúc Microsoft nó trả cho cái startup Inflection này nó trả đến 650 triệu đô la. Trong khi cái chuyện mà tuyển các cái người này ở Adapt á, thì là chưa thấy Amazon tiết lộ là bao nhiêu tiền cả. Cái Adapt này á, là nó một cái startup nó đã huy động được 410 triệu đô la và nó đã được value vốn hóa hơn 1 tỷ đồng. À, và cái startup này á, sau khi những cái người co-founder của nó đi để join vào Amazon thì nó sẽ thuê một cái người CEO mới và nó sẽ hoạt động độc lập với là Amazon. Nhưng mà mình chắc chắn á, thì Amazon nó cũng sẽ có, vì ở đây nó nói là Amazon sẽ trả cho Adapt này những cái chi phí licensing fee để dùng các cái công nghệ của nó, và các cái chi phí này á, thì nó sẽ giúp Amazon đưa các cái ứng dụng AI vào các cái sản phẩm hoạt động kinh doanh của nó và sẽ thu được rất là nhiều lợi nhuận từ các cái câu chuyện này. Cho nên bạn thấy á, là bây giờ các cái trào lưu hiện giờ ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, đặc biệt là các cái công ty công nghệ và những cái công ty Big Tech, thì cuộc chạy đua về AI nó chỉ mới bắt đầu và vẫn tiếp tục. Và các công ty này thì không ngần ngại tiêu tiền vào cơ sở hạ tầng, mua những cái con chip của Nvidia, những cái solution khác của AVGO, của SMCI, của Arm, vân vân, để thúc đẩy cái cơ sở hạ tầng của nó về AI. Mà nó cũng không ngần ngại chi tiền để mua những cái tài năng về con người, bởi vì phải có con người thì những cái này nó mới thành công được. Cho nên các cái công ty này nó vẫn tiếp tục chạy đua để có được cái lợi thế về AI của nó. Và mình rất là mừng khi mà Amazon có cái động thái như thế này, bởi vì mình rất là thích Amazon hiện giờ và mình nghĩ Amazon sẽ là một trong những cái công ty mà nó sẽ thắng lợi trong 5-7 năm tới. Cho nên là mình muốn mua thêm cái cổ phiếu Amazon là như vậy. Thì không biết các bạn suy nghĩ như thế nào, nếu mà các bạn cùng
quan tâm đến Amazon thì các bạn nên tìm xem cái bài mình phân tích chuyên sâu cho cái cổ phiếu Amazon, và gần đây thì mình có làm thêm một cái video để mình giải thích vì sao mình cảm thấy Amazon là cái công ty mà nó sẽ chiến thắng trên thị trường chứng khoán Mỹ trong vài ba năm tới. Alright, như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn hết tất cả các cái tin chính ở trên thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm nay, ngày cuối cùng, ngày giao dịch cuối cùng của tháng 6 năm 2024, khép lại nửa năm đầu 2024 cực kỳ thành công ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Mình hy vọng là nửa năm sau 2024 thị trường chứng khoán Mỹ cũng sẽ tiếp tục thành công như thế này hoặc là còn hơn như thế này nữa, và giúp cho cộng đồng của mình, những người đầu tư vào chứng khoán Mỹ an toàn và dài hạn cũng có được những cái thành công, tài khoản đầu tư của cộng đồng mình đều tốt hơn cả. Mình hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ channel của mình, ủng hộ cái chiến lược đầu tư an toàn và dài hạn này. Nếu các bạn đã theo dõi channel của mình một thời gian rồi và có được những cái lợi ích tài chính, lợi ích kinh tế từ channel của mình, thì hy vọng các bạn sẽ gia nhập vào cái chương trình hội viên để có được nhiều hơn nữa các cái lợi ích độc quyền mà mình dành cho các bạn hội viên. Nếu các bạn gia nhập vào cái chương trình hội viên Kim Cương thì các bạn sẽ học được các cái khóa học chuyên sâu trên channel của mình, cũng như là những cái bài phân tích chuyên sâu cho các cái cổ phiếu nóng, cho các cái quỹ an toàn, cho các cái trào lưu đầu tư ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, để cập nhật thông tin và kiến thức cho cộng đồng của mình về việc đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ an toàn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem channel của mình thì hy vọng các bạn sẽ bấm nút subscribe để mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn nữa. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong cái video tiếp theo. Bye bye.